Thưa quý vị, thưa các bạn, vào đại học không phải là con đường duy nhất để tuổi trẻ lập thân và lập nghiệp. Trong xu hướng giáo dục phát triển, xã hội hội nhập như hiện nay, giới trẻ lại càng có nhiều con đường lập nghiệp để phát triển, thể hiện năng lực của mình. Trong đó học nghề là một lựa chọn có nhiều ưu thế. Chuyên mục Nhịp sống trẻ tuần này sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mở đầu là một vài tin tức, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, huyện đoàn Vĩnh Linh tổ chức cuộc thi tin học trẻ lần thứ 9 năm 2017 với sự tham gia của 74 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hai phần thi gồm lý thuyết và kỹ năng về tin học. Học sinh trung học phổ thông chỉ thi lập trình với các hình thức viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal. Ngoài ra, cuộc thi tin học trẻ huyện Vĩnh Linh còn có phần thi về phần mềm sáng tạo tin học do một hoặc nhóm học sinh tự làm trước với nội dung phần mềm hướng vào việc phục vụ công tác dạy và học, quản lý nhà trường, lớp học về giao thông đô thị, vui chơi giải trí lành mạnh. Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ESI tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh với chủ đề Để một thế giới tốt đẹp hơn. Ngay từ vòng sơ loại từ đầu tháng 5, cuộc thi đã thu hút hơn 20 thí sinh, đại diện học sinh từ các huyện Hải Lăng, Quảng Trị, Cam Lộ, Vĩnh Linh, thành phố Đông Hà, gửi clip hùng biện về tham dự vòng sơ loại. Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất để tiếp tục bước vào vòng thi chung kết hùng biện. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 1 giải video clip được khán giả bình chọn nhiều nhất cho các thí sinh. Từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 5 năm 2017, trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ESEP năm 2017 được tổ chức tại California, Mỹ, em Phạm Huy, học sinh lớp 11A3 trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị đã đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế với sản phẩm cánh tay robot cho người khuyết tật. Ngoài ra, Huy còn được nhận một giải thưởng phụ khác là giải ba do Viện Kỹ nghệ và Điện tử Quốc tế trao tặng. Nhằm kịp thời tôn vinh và ghi nhận thành tích xuất sắc của em, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao giải thưởng tài năng trẻ cho em Phạm Huy, gồm cúp, giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 3 triệu đồng. Từ năm 2011 đến nay, Quỹ học bổng Vietsit đã hỗ trợ hơn 200 bạn học sinh bậc trung học phổ thông trên toàn quốc hoàn thành ước mơ học tập của mình với mức hỗ trợ 1.000 đô la Mỹ một năm trong suốt quá trình học đại học tại các thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, Vietsit tiếp tục hỗ trợ 50 bạn học sinh lớp 12 và chuẩn bị thi đại học trong năm 2017 trên cả nước có thành tích học tập khá giỏi, có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Các bước hoàn tất hồ sơ học bổng như sau: vào website www.vietsit.org để download đơn xin học bổng rồi hoàn tất đơn xin học bổng. Nộp đơn qua email nguyenthihienthuong0101a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0165-3342-646 để biết thêm thông tin. Hạn cuối nhận hồ sơ 30 tháng 6 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận bằng đại học là một tấm vé giúp các bạn trẻ dễ dàng được chấp nhận hơn khi tìm kiếm cơ hội việc làm. Tuy nhiên, trong xu hướng thừa thầy thiếu thợ mà nước ta đang đối mặt như hiện nay, thì rõ ràng tấm bằng đại học không phải là tất cả. Hiện nay, rất nhiều học sinh và bậc phụ huynh đã không còn đặt nặng vấn đề trúng tuyển các trường đại học cao đẳng. Vấn đề họ quan tâm đó chính là cơ hội việc làm. Hiện nay cả nước có hơn 200.000 cử nhân thạc sĩ sau đào tạo không có việc làm. Đây chính là sự phủ định cho suy nghĩ chỉ có vào đại học cao đẳng mới là con đường lập thân lập nghiệp duy nhất. Kiến thức cần đi liền với đam mê, nhưng quan trọng hơn, người trẻ cần nhìn ra cơ hội nghề nghiệp cho chính mình. Tại Quảng Trị, hiện có khoảng 160.000 đoàn viên thanh niên. Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 264/QĐ-UBND ngày 23 tháng 1 năm 2017 về đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. Theo đó, mục tiêu của tỉnh sẽ tổ chức đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho khoảng 52.000 lao động, trong đó lao động ở độ tuổi thanh niên chiếm khoảng 40%. Cùng với đó, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 9.500 lao động và 900 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Để cụ thể hóa mục tiêu bằng các chương trình hành động, hàng năm trên địa bàn tỉnh diễn ra hàng chục phiên giao dịch việc làm, ngày hội tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Hiện nay thì về vấn đề việc làm thì rất phong phú và đa dạng ngành nghề, nên là tùy vào từng người, tùy vào sở thích và đam mê là mọi người có thể chọn cho mình một nghề phù hợp với bản thân, ngay đó có thể là giúp mình nuôi sống bản thân và gia đình. Mỗi cái sự lựa chọn của các bạn đều có những cái ưu nhược điểm nhất định, và các bạn phải tự hiểu rằng là không có một cái lựa chọn nào hoàn toàn đúng và cũng không có một cái sự lựa chọn nào hoàn toàn sai. Quan trọng là các bạn phải chọn được cái ngành, cái nghề mà các bạn thấy thích, thấy yêu, thấy phù hợp với cái năng lực và khả năng của mình, thì lúc đó sau này các bạn sẽ nó sẽ hỗ trợ cho các bạn để tạo ra nguồn tài chính, tạo ra cái công việc để các bạn tự nuôi sống được cuộc bản thân mình và trở thành những người có ích cho xã hội. Với việc lấy học sinh làm trung tâm, việc tổ chức những ngày hội việc làm, ngày hội định hướng nghề nghiệp ngày càng đạt chất lượng về cả quy mô lẫn hiệu quả. Công tác khảo sát nhu cầu học sinh được tiến hành từ khá sớm, thường là đầu năm học đối với những bạn đang theo học lớp 12. Những hoạt động, sự tham gia của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp cũng ngày càng phong phú, tạo nên nhiều cơ hội lựa chọn cho các em học sinh. Với thông điệp, đại học không phải là con đường lập thân lập nghiệp duy nhất, Ngày hội thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm năm 2017 do Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2017 đã định hướng cho hơn 600 bạn trẻ trong vấn đề chọn ngành, chọn nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Qua cả cái câu hỏi mà các em trao đổi tại cái diễn đàn thì chúng tôi thấy rằng là các em rất quan tâm đến cái vấn đề là học nghề này, vấn đề xuất khẩu lao động này, vấn đề du học, vừa học vừa làm. Cho nên đây là một cái tín hiệu rất là mừng, và chúng tôi cũng quyết tâm sẽ hàng năm sẽ tổ chức cái ngày hội này thường xuyên, để là cái cơ hội để cho các em tiếp cận với cả cái nhà trường, nhất là các trường nghề và các cái doanh nghiệp, để cái cơ hội lựa chọn ngành nghề rồi lựa chọn việc làm, định hướng cho tương lai của các em tốt hơn. Bạn Trần Đức Thìn, sinh năm 1992, xã Giao Hải, huyện Giao Linh, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, đã ở nhà quyết định học nghề mộc để lập nghiệp. Sau quá trình trau dồi và học hỏi, đến nay, Thìn đã trở thành ông chủ của một xưởng mộc, gia công các loại đồ gỗ mỹ nghệ. Cơ sở của anh làm ăn ngày càng có hiệu quả, với thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng một năm. Qua đó tạo công ăn việc làm cho 5 lao động thời vụ và 3 lao động thường xuyên. Hay như Trần Duy Khánh, một kỹ thuật viên, chuyên viên tư vấn đang làm việc tại phòng khách hàng dịch vụ của công ty Mazda Quảng Trị. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông Chế Lan Viên, xã Cam An, huyện Cam Lộ, bạn đã tham gia thi tuyển vào các trường đại học cao đẳng để thử sức. Với số điểm đủ để theo học trường mình chọn, nhưng sau khi cân nhắc về cơ hội việc làm, Khánh và gia đình lại chuyển hướng về chọn học nghề công nghệ ô tô tại trường trung cấp nghề Quảng Trị. Công việc ổn định, tay nghề nâng cao, bản lĩnh giao tiếp ngày càng hoàn thiện. Đó là câu trả lời cho lựa chọn của Khánh cách đây 4 năm. Về lớp khóa K11 của bên em, theo em được biết thì ngoài em có công việc làm ra thì đến 90% bạn bè thì cũng có công việc. 90% đó thì có công việc ổn định ở cả gara và cả công ty ở thành phố Đông Hà, Minh và Quảng Trị. Hiện nay thì xu hướng thị trường người ta đã dịch chuyển về các cái tỉnh lẻ, các cái vùng ven. Vì vậy thì cái cơ hội việc làm ở tại tỉnh nhà bây giờ đã tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp, nhiều khu công nghiệp đã được mở rộng và kêu gọi các nhà đầu tư. Và các nhà đầu tư cũng hiểu được cái vấn đề thiết yếu trong cái phát triển doanh nghiệp của họ là cái nguồn lực lao động là một cái vấn đề rất quan trọng. Hiện nay, trong xu hướng cạnh tranh, để xin được việc làm sau khi ra trường không hề là chuyện đơn giản. Đã đến lúc quan điểm về việc học cần phải thay đổi. Học không chỉ vì khoa cử, bằng cấp, mà học còn phải gắn với cơ hội việc làm. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Nhịp sống trẻ tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quangtritv.vn.